Ui giời ơi, hiện tại miền Bắc đang lạnh quá các bạn ạ. Hôm nay gần trưa rồi mà có 13 14 độ thôi. Mình vừa mới chế một cái máy sưởi tay này. Chứ ở nhà làm việc cái tay cóng quá, tầm này chỉ muốn chui trong chăn thôi chứ chả muốn thò đầu ra ngoài đâu các bạn ạ. Lạnh như này ông nào có người yêu thì sướng. Còn anh em F3 như mình thì tự nghĩ cách mà cứu lấy bản thân thôi chứ chả biết làm như nào được. Cái đèn sưởi của mình nó cho ra nhiệt độ khoảng 60 đến 70 độ C, ấm hơn tay người yêu gấp nhiều lần bởi vì nhiệt độ cơ thể chỉ 37 độ C thôi. Chung quy lại thì có người yêu vẫn sướng hơn nhá. Mình nói thế để tự an ủi bản thân đấy. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành làm nhá. Mình tận dụng cái bóng đèn pha xe máy. Ở đây có sẵn cái đuôi luôn, các bạn sử dụng những cái bóng halogen vài trăm watt thì càng ấm nhá. Và thêm hai cái vỏ lon nữa. Trước tiên mình sẽ thiết kế để gắn cái bóng đèn này vào trong cái vỏ lon nhá. Mình sẽ cắt bớt cái viền đấy đi để sao cho gắn vừa. Mình sẽ khoan rộng cái phần miệng lon ra để gắn vừa cái bóng đèn vào trong các bạn nhá. Cái phần vỏ lon này có tác dụng là để gom nhiệt đấy các bạn ạ. Lát nữa mình sẽ cắt một cái phần trên cái thân của cái vỏ lon này tạo thành một cái cửa nhá, để nhiệt nó phá ra. Thì ở đây mình sử dụng cái bóng đèn xe máy này thì mỗi sợi tóc của nó chỉ có công suất là 35W thôi. Trong đèn này sẽ có hai tóc nhá, một tóc cho pha và một tóc cốt đấy. Lát nữa mình sẽ nối chung hai tóc lại thì mình sẽ được khoảng 70W. Thì với công suất 70W với cái bóng halogen này thì nó cho ra một cái nhiệt độ cũng gọi là ấm ấm anh em ạ, đủ để sưởi tay. Mọi người muốn ấm nhiều thì mua những cái bóng mà người ta chuyên dùng để lắp vào những cái đèn sưởi ấy. Mấy cái bóng đấy công suất vài trăm watt cho đến cả nghìn watt luôn, rất là nóng nhá. Nhưng mà chế với mấy cái bóng đấy thì mình phải làm cẩn thận, cách nhiệt, cách điện thật tốt, không thì rất là nguy hiểm. Còn mình thì tận dụng đồ cũ, có gì dùng nấy thôi, làm để sưởi ấm đôi bàn tay thôi các bạn ạ. Thực ra để sưởi tay thì rất là dễ thôi, đi lấy mấy cục than bó cái chậu là tha hồ sưởi rồi. Tuy nhiên là tuyệt đối không đem than vào trong phòng kín để sưởi bởi vì rất nguy hiểm các bạn nhé. Nhà có bếp củi thì tầm này chui xuống bếp này sưởi lửa rồi có vài củ khoai đút vào để nướng là hết sảy con bà bảy luôn. Mình sử dụng cái lon này để mình làm cái phần chân đế các bạn nhé. Cái lon bia hôm nay mình cắt bị lỗi thì mình thay cái lon khác. Mình sẽ cắt cái phần đáy của nó đi thôi. Sau đó là mình sẽ chụp cái lon này lên này. Hai cái dây pha và cốt thì mình sẽ nối chung lại để nó có thể sáng hai tóc cùng một lúc các bạn nhé. Như thế thì nó sẽ được công suất là 70W. Tóm lại là cái này mình làm vui vui thôi, các bạn xem tham khảo. Chứ bây giờ nhiều thợ online, nhiều thánh online lắm, cái gì cũng mà phán được, rất là mệt mỏi các bạn nhé. Đấy, các bạn không thích thì các bạn cứ lướt qua thôi. Bây giờ mình sẽ nối dài hai cái sợi dây từ đèn thì mình đưa ra ngoài nối vào bộ nguồn các bạn nhé. Những cái dây này thì tốt nhất là chúng ta nên sử dụng gen chịu nhiệt, chúng ta bọc bên ngoài. Bởi vì cái phần này nó là cái phần sinh nhiệt mà. Đến khi nó nóng thì rất dễ là bị chảy cái phần vỏ nhựa của dây nhá. Ở đây mình không có cái gen chịu nhiệt nên cũng chịu thôi các bạn ạ. Cái này thì mình chỉ có thể sử dụng trong một cái khoảng thời gian vài phút thôi. Sưởi đủ ấm tay rồi mình lại tắt đi. Nếu mà để liên tục mà nó truyền nhiệt xuống dưới thì rất dễ gây chảy vỏ nhựa của dây và gây chạm chập nguy hiểm nhá. Tốt nhất các bạn nên bọc hết bằng gen chịu nhiệt vào. Sau khi nối dây xong thì mình sẽ gắn cố định hai cái lon này lại với nhau các bạn nhé. Ở đây mình cấp nguồn cho nó bằng cục biến áp sắt từ 15V 5A hoặc là chúng ta có thể sử dụng nguồn DC từ ắc quy cũng được. Cái này khi bật lên thì nó khá là chói nhá, bởi vì bóng này là bóng để thắp sáng mà. Chẳng qua nó sinh nhiệt nhiều thì mình tận dụng để làm cái bóng sưởi thôi.